Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Bridimum nè các bạn. Thì chương trình này góp này mình sẽ nhận được 200k tập cần có cái hiệu là BRB. Thì chương trình này góp này random cho 4.000 user nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot nè. Trò này cũng khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn bấm cho này góp. Và nhiệm vụ đầu tiên follow từ Twitter và retweet bot nè. Trên tài Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Tweet họ yêu cầu mình hơn tweet sau là mày bị lừa rồi. Tiếp tục follow minimum nè. Rồi các bạn vào follow các bạn. Tại vì mạng yếu quá mình lót cái trang minimum này không nổi. Rồi trên minimum thì bạn follow người ta các bạn. Mình đã đổi mạng nên đã mạng mình mạnh lại các bạn. Rồi sau đó bạn mới up lên nè. Bạn bấm chữ speed đi tên. Mạng yếu nữa. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram của tất cả bạn nha bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nè các bạn. A cộng anh 3 số 1, 3 số 2. A cộng anh 4 số 3 chứ. Rồi gửi cho bot nè. Mạng yếu gì ta, mắc mạng luôn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ username tại Twitter các bạn. Mắc mạng hoài thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào avatar mình sẽ thấy được username mình chỗ này nè. Rồi gửi lại cho bot nè. A cộng win vnn9. Nhấp cho bot nè. Sau đó submit username minimum thì các bạn vào minimum nè các bạn. Lót không nổi. Sau khi các bạn vào minimum thì nó có cái ảnh avatar đen đen của mình. Các bạn nhấp vào thì dưới trang cá nhân mình sẽ thấy được username ngay các bạn. Vậy mình đã đổi mạng nữa. Lát quá lát. Rồi các bạn điền username minimum mình. Các bạn thông cảm nha các bạn. Để cho bot nè. Mấy username này là dễ quá, đơn giản mà. Rồi tiếp tục cùng gửi địa chỉ với BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect của mình nè. Lưu ý các bạn, cái trang minimum thì cái máy của bạn mạnh, mạng mạnh, các bạn lót mới được. Các bạn vào mới được, còn không được, vẫn phát IP. Rồi sau đó bạn bấm Mi Balance để check số cầm mình kiếm được các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào ghép firm, lấy đi ghép, chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.